Cha của một cậu bé bị giết hại. Khi cậu đến nhà môn tố cáo mới biết, môn tố cáo phải chịu đánh 50 giờ trước vì người cậu tố cáo là mẹ đẻ của mình. Thời xưa chữ hiếu lớn hơn trời. Con sẵn sàng chịu 50 giờ, chỉ xin đại nhân làm rõ công đạo cho cha con. Lâm Hữu An tự mình nằm lên ghế dài, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Không ai được đánh An An của ta. Người không thể ngăn cản họ, họ cũng chỉ làm theo luật pháp. Dù người có giỏi đến mấy cũng không thể chống lại quan phủ. Ta không thể nhìn ngươi bị đánh, nhưng ta lại không thể ngăn cản. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Vậy để ta chịu đòn thay ngươi. An An, con xuống đi để mẹ lên thay nhé. Mẹ, mẹ đừng nhìn, hãy về đi. Mẹ không về đâu. Sở Chi đặt hai tay mình lên người Lâm Hữu An. Được rồi, các người cứ đánh đi. Mẹ, mẹ đừng thế. Mẹ mau về đi. Thân phận của ngươi bây giờ không cần. Hay là muốn mang theo vào quan tài? Ta chỉ là không muốn dùng thế hiếp người thôi. Ôi cha biểu đệ, nếu bây giờ cậu không ra mặt, thì thật sự phải vào quan tài rồi. Đừng đánh nữa, đại nhân, cậu ấy không tố cáo nữa. Bá phụ, nếu vì 50 roi mà con từ bỏ mối thù sâu như biển của cha, thì con còn xứng làm con trai nữa không? Ai nói phải từ bỏ chứ? Thù của cha con, chẳng lẽ chỉ có mình cậu nhóc con mới có thể báo được sao? Chẳng lẽ anh ruột này chỉ để đó thôi sao? Thưa đại nhân, Lâm Hữu An không thể tố cáo mẹ đẻ của mình. Vậy tôi là anh ruột có đủ tư cách tố cáo không? À ha, sao ngươi không nói sớm? Lâm Hữu An là đệ tử yêu quý của đứa em độc miệng của ta. Nếu ta đánh cậu ta, em trai ta ít nhất 3 tháng không thèm để ý đến ta. Không, đúng hơn là ta phải chịu ít nhất 3 tháng bị tấn công bằng ngôn ngữ ma thuật của nó. Đương nhiên là được. Mấy người các người mau đi bắt Chu Ngọc Nga về đây. Mê mông, đại nhân. Có gì cứ nói. Ấp anh ấp úng làm gì thế? Đại nhân, Chu Ngọc Nga đó bây giờ là phúc ngân của Thành Dương huyện. Cái gì? Thế này, ta là một huyện lệnh mà lại phải khuất phục dưới một thành nhỏ sao? Ai bảo con gái người ta có thể leo lên cảnh cao? Mẹ ơi, nói thật, sao mẹ lại ăn xương mồm của mẹ? Rồi ngày nào cũng nói với con vậy. Nếu mẹ sinh cho con một đứa em gái, thì bây giờ con cũng có thể ngẩng cao đầu. Đại nhân Lý, ngài muốn từ chức sao? Ta biết làm sao đây? Dù ngươi không kiêng nể ai, ngươi vẫn là công tử ở kinh thành. Tất nhiên ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ta chỉ là một kẻ hèn mọn, ta có thể cứng rắn với ai chứ? Đại nhân Tiểu Trần, ngài không hiểu nỗi khó của ta đâu. Ngài xem cái này này. Đây là ngọc bội của Lục Hoàng tử. Bây giờ có thể ngẩng cao đầu được chưa? À ha, đương nhiên rồi. Bản quan không sai khiến được các ngươi nữa các sao? Các ngươi dám không tuân lệnh của bản quan. Bản quan sẽ kết tội các ngươi khinh thường công đường và chỉ dụ, dạy cho các ngươi mỗi người 100 roi rồi cách chức điều tra. Được, đại nhân, tôi đi ngay đây. Đại nhân cho gọi vợ chồng chúng tôi đến. Có chuyện gì vậy? Mau mang ghế cho bản quan. Bản quan đang hỏi đây. Ngươi dám hét lớn trong công đường. Dương Hữu Đặng, Chu Ngọc Nga, Lâm Viện Sơn tố cáo hai người lên kế hoạch cấu kết hãm hại, gây ra cái chết đau lòng cho em trai hắn ta. Các ngươi có ý kiến gì không? Đại nhân oan uổng quá. Tiện nữ bình thường cửa lớn không ra, cửa nhỏ không vào, làm sao có thể quen biết kẻ gian nào chứ? Huống chi là cấu kết. Tất cả là do Lâm Viện Sơn thèm muốn sắc đẹp của tôi, cứng bức không thành, nên quay lại vu khống tôi. Ngươi nói bậy, đồ bất hiếu, dám tố cáo mẹ ruột. Ta vô cùng hối hận đã sinh ra đứa nghiệt chướng như ngươi. Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi. Bàn tay vừa giơ lên của Chu Ngọc Nga đã bị một lực lượng vô hình bẻ gãy. Ôi tay tôi, hừ, thầm nói không được đánh quan sai, nhưng không nói là không được đánh ngươi đâu. Đại nhân Lý, tên tặc phụ này dám ra tay ngay tại công đường, ngài không trị tội sao? Hả, ngươi nói ai làm gì? Tôi nói về tên tặc phụ đó. Chu Ngọc Nga dám gây náo loạn tại công đường, đánh đập người bị hại, đánh trước 20 trượng. Đại nhân nhầm rồi. Tôi nói về tên tặc phụ đó. Đó là mẹ kế của tôi. Không phải tặc phụ. Tôi nói đại nhân Dương. Sở Chi đang đứng yên tại đó, làm sao người ta ra tay được? Ai trong các ngươi thấy cô ấy ra tay? Các ngươi thần tiên đánh nhau đừng lôi kéo chúng ta những kẻ mù quáng này. Bản quan đang hỏi đây. Các ngươi có thấy Sở Chi ra tay không? Không, rõ ràng là tôi đánh mà. Sao họ đều không thấy vậy? Chẳng lẽ tốc độ của ta lại tăng lên rồi? Ta quả nhiên lại lợi hại hơn rồi. Sở Chi vừa bước lên phía trước một bước, định thừa nhận thành tích xuất sắc của mình, đã bị An An ngăn lại. Mẹ đừng nói gì. Ta hiểu, phải khiêm tốn phải không? Nghe rồi chứ? Người ta đứng yên ở đó có động đậy gì đâu. Đại nhân Lý, ngài dám động tới tôi, ngài đã nghĩ đến hậu quả chưa? Hừ, Lục Biện Hạ đang đứng bên cạnh xem đấy. Ta còn sợ ngươi sao? Ta không biết. Làm quan phải lấy công chính làm chuẩn, liêm chính làm gốc, hành chính làm rào. Bản quan tuyệt đối không trái với vương pháp. Nói hay lắm, đại nhân Dương. Không biết người có quen biết Lục đương gia của Hắc Phong trại không? Hắc Phong trại gì cơ? Lục đương gia nào? Bản quan làm sao biết được bọn thổ phỉ? Mang người lên đây. Đại nhân Dương lâu rồi không gặp, sao lại nói nhăng nói cụ thế?
Ta nói nhăng nói cuội chỗ nào? Lúc đó chính là người viết thư cho ta, bảo ta giúp ra tay với tên họ Lâm đó. Nói bậy bạ, ta rõ ràng là nhờ người nhắn lời. Khi nào viết thư chứ? Ngươi dám chọc giận ta? Dương Huyện Lệnh tức giận đùng đùng, trực tiếp giật lấy cây bổng sát uy bên cạnh, đánh chót Lục Đường ra. To gan, ngươi dám giết chết nhân chứng ngay tại công đường. Ai là nhân chứng? Hắn có thể chứng minh cái gì? Người đâu? Kéo Dương Vĩnh Đức xuống đánh 20 roi. Ai dám đánh ta? Những tên lính đáng thương không dám đắc tội với ai, chỉ có thể làm dáng, nhẹ nhàng đặt roi xuống mông Dương Vĩnh Đức. Ái ra, thật sự rất đau. Những người này sao sức lực nhỏ thế? Để ta làm sở chỉ một tay giật lấy cây gậy trong tay hai người, rồi đánh mạnh lên người Dương Vĩnh Đức. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có chuyện gì ngươi không thể? Mê mơ, ngươi nói gì vậy? Huyện lệnh vừa định ngăn cản thì thấy người đàn ông phía sau sở trì ném cho hắn một cái lườm. Ừ, ta nói là ngươi cẩn thận tay chút, đừng làm bị thương chính mình. Yên tâm, chuyện nhỏ này ta rất giỏi. Vừa rồi đếm đến đâu rồi nhỉ? Chắc đếm đến 4 rồi. Đúng vậy, đúng là 4. Đầu óc cậu tốt thật. Ước gì có thể mượn để dùng thử. Không cần mượn đâu, cậu đã rất thông minh rồi. Không như tôi, ngay cả lời Hồ Tiểu Hoa nói cũng không hiểu. Này, cậu đừng nản lòng. Tuy cậu không thông minh bằng tôi, nhưng tôi sẽ không chế cậu đâu. Khi nào rảnh, tôi sẽ dạy cậu nghe lời của Hồ Tiểu Hoa. Sở Sở, cậu tốt quá. Tên tặc phụ kia, người dám đánh đập quan chức triều đình. Ôi, suýt quên mất người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Cậu bé mới 8 tuổi, đã là cha của hai cô gái. Đứa nhỏ mới 6 tháng, chẳng biết gì cả. Đứa lớn 18 tuổi, cái gì cũng không hiểu. May mà cả hai đều khá ngoan ngoãn. Lâm Hữu An vừa đi học vừa chăm sóc một lớn một nhỏ. Hôm nay Lâm Hữu An biết được sự thật về cái chết của cha ruột, đang đối chất với hung thủ tại công đường. Ta rõ ràng đã giao hết gia sản cho ngươi rồi. Ngươi đã cải giá thì phải trả lại toàn bộ cho ta. Ta khi nào lấy gia sản nhà ngươi? Tuổi còn nhỏ đã học cách nói dối. Mẹ kế dạy ngươi thế à? An An không bao giờ nói dối. An An nói đều là sự thật. Ngươi nên trả lại gia sản đã cướp cho An An. Ngươi dám xúi giục con trai ta chống lại ta. Ngươi là thứ từ đâu chui ra vậy? Xong rồi, hắn đã nhận ra ta từ đâu chui ra rồi. Thân phận của ta sắp bị vạch trần rồi. Ta sắp bị bắt rồi. Cô ấy là vị hôn thê chưa cưới của cha tôi. Cô ấy có thể dùng mạng sống của mình để bảo vệ tôi. Cô ấy không nỡ để tôi khóc, không nỡ để tôi bị thương một chút nào. Cô ấy là mẹ kế tốt nhất của tôi, là người mà cả đời này tôi, Lâm Hữu An, phải hiếu thảo. Ngươi lại dám xúc phạm cô ấy. Thẩm Thanh Quý nhận ra sự bất an của Sở Trì. Sở Sở đừng sợ, ta là bạn tốt của cậu, ta có thể giúp cậu. Thẩm Thanh Quý, cậu biết nhà Chu Ngọc Nga ở đâu không? Tất nhiên là biết. À, đã cướp đi tài sản mà cha của An An để lại cho An An. Ta muốn giúp An An lấy lại. Tốt. Thẩm Thanh Quý liếc mắt ra hiệu cho Trần Diễm Phương. Trần Diễm Phương hiểu ngay câu kê. Đại nhân lý, lương của Dương Hữu Đức là cố định. Đã vậy hắn không thừa nhận. Sao ngài không phái người khám nhà hắn trước? Nhưng thứ dư thừa chẳng phải là do cướp bóc mà có sao? Tại sao tôi phải đi? Mê mông, hà hà, được thôi. Đi ngay đây. Người đâu? Chuẩn bị khám nhà. An An, mẹ đi cùng họ lấy lại tài sản của chúng ta. Khoan đã mẹ, chỉ có quan phủ mới được khám nhà. Con và bác cả về nhà trước đi. Ta đi theo là được rồi. Các ngươi không muốn sống nữa à? Dám đến nhà ta cướp đồ. Biết con trai ta là ai không? Biết con rể ta là ai không? Mặc kệ ngươi là ai, Dương Hữu Đức tham ông. Bản quan sai người khám nhà, ai dám cản trở, đều bị bắt hết. Ôi, tôi không sống nổi nữa rồi. Quan chức đến nhà dân cướp tiền. Còn vương pháp gì nữa không? Ngươi không thể cản trở bổn quan, điều tra bản án. Ôi, hôm nay tôi liều mạng với các ngươi đây. Đại nhân, tôi hạ bà ta cho ngài rồi đó. Bà già này được bao nhiêu tiền thưởng vậy? Hắn không phải đại đạo giang hồ, nên không đổi được tiền thưởng. Không có tiền, vậy tôi chẳng phải lỗ vốn rồi sao? Cũng không phải bản quan bảo ngươi đánh. Vậy lát nữa tôi mang tài sản nhà họ Lâm đi được không? Lý huyện lệnh này đang do dự, kết quả lại thấy ánh mắt sắc lẻm của người đằng sau Sở Trì. Đương nhiên là được, của cô hết. Sau một hồi kiểm tra khiêng ra từ nhà họ Dương mấy chục cái hòm, cuối cùng tính toán lại, chỉ có 3 hòm là tài sản của nhà họ Lâm. Đại nhân, ngài chắc chắn trong số nhiều thế này, chỉ có 3 cái là của nhà họ Lâm thôi sao? Nhìn từ sổ sách, phần lớn tài sản nhà họ Lâm đã bị Chu Ngọc Nga phung phí hết rồi. Vậy ngài bù cho tôi mấy cái hòm lớn bên kia đi. Sở Trì, những thứ đó đều là tiền bẩn, đều phải trả lại cho dân và người bị hại. Ngươi không thể động não suy nghĩ à? Thẩm Thanh Quý, anh ấy nói não tôi bị lệch.
Nào tôi vẫn còn mới tinh đây này. Bình thường tôi còn tiếc không dám dùng nữa là... Anh mau giúp tôi xem. Có thật sự bị lệch không? Không đâu, não cậu vẫn tốt mà. Tôi thấy chính não hẳn mới bị lệch đấy. Công tử, thật sự tôi không thể làm vậy được. Đằng sau Chu Ngọc Nga không phải có nhà họ Chu sao? Để họ bù vào không phải tốt rồi sao? À ha, ý kiến hay quá. Cậu thông minh thật đấy. Thực ra tôi có một kho tiền nhỏ, nếu cậu thích. Cậu đang khoe với tôi à? Không phải. Vậy cậu định hối lộ tôi? Tuy ý nghĩa hơi giống, nhưng không thể nói như vậy. Anan nói, không được lấy đồ của người khác. Dù là bạn tốt cũng không được lợi dụng người ta. Nếu không sẽ trở thành người xấu. Anan, nhà họ Chu vì mưu hại Uyển Uyển, tham lam tài sản Lâm gia, đã bị tịch thu hết rồi. Còn về mẹ đẻ của cậu, vì mưu hại cha cậu, trong vài ngày tới sẽ bị xử tử. Cậu có muốn đi gặp bà ấy lần cuối không? Đương nhiên là phải đi rồi. Tại sao mẹ lại rớt chót cha? Cha đối xử với mẹ không tốt nhà sao? Nhà khác khi có tiền, người chồng nào chẳng ba thê bốn thiếp. Cha đối với mẹ một lòng một dạ mà. Cái gì mà một lòng một dạ? Cái gì mà kính trọng vợ như ngang hàng đều là giả dối. Ông ấy cưới ta là bị ép buộc. Giữa ông ấy và ta, hoàn toàn không như các con thấy đâu. Mỗi ngày chỉ cần đóng cửa phòng lại. Ông ấy chẳng bao giờ nói chuyện với ta, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái. Ngay cả việc sinh con cũng chỉ vì trách nhiệm. Trong mắt ông ấy chỉ có những cuốn sách cũ kỹ đó. Dù là một con kiến, một con bọ ở bên đường, cũng còn quan trọng hơn ta. Ta sắp bị ông ấy bức điên rồi. Nếu mẹ thấy oan ức, sao không nói chuyện phải trái với cha? Tại sao lại hại mạng cha? Vì ta căm hận ông ấy. Ta xinh đẹp thế này, người thích ta nhiều như vậy, nhưng ta lại chọn gã nghèo này. Vốn tưởng ông ấy sẽ coi ta như báu vật, ai ngờ ta chỉ là hạt bụi trong lòng ông ấy. Quét không được, để lại thì khó chịu. Mỗi ngày ông ấy đều chà đạp nhân phẩm của ta, làm sao ta không hận được? Dù cha có sai, thì Uyển Uyển có lỗi gì? Tại sao mẹ lại rớt chót con bé? Ta chỉ cần nhìn thấy Uyển Uyển là lại nhớ đến gương mặt miễn cưỡng của cha con. Cái biểu cảm đó của ông ấy lúc nào cũng như đang vò nát trái tim ta. Ta hoàn toàn không muốn nhìn thấy Uyển Uyển. Vậy ra mẹ hận cha, nên cũng hận luôn cả chúng con sao? Các con đều là chứng nhân cho sự nhục nhã của ta. Đặc biệt là con thấy mẹ đẻ chết mà không cứu. Vô tình y như cha con vậy. Mẹ sai rồi, con không vô tình như cha đâu. Con vô tình giống như mẹ đấy. Lâm Hữu An vừa bước ra khỏi nhà Giang, liền thấy Sở Chỉ có Uyển Uyển đứng bên ngoài đợi mình. Lúc đó ánh nắng rất ấm áp. Lúc đó vòng tay cũng rất ấm áp, ngay cả Hồ Tiểu Hoa trốn ở một bên, giây phút đó cũng đặc biệt ấm áp. Lần này thay cha báo thù, Lâm Hữu An cảm tạ công tử Thẩm, nhưng con sẽ không vì thế mà trong một số việc nới lỏng tiêu chuẩn đâu. Cậu có hiểu không? Không cần cậu nới lỏng đâu. Những gì tôi muốn, tôi sẽ tự dùng bản lĩnh mình để lấy. Mẹ tôi khác với phụ nữ bình thường. Não bà ấy đã từng bị thương, đến giờ vẫn chưa hồi phục tốt. Với thân phận của cậu, em rằng cậu chưa từng trải qua những ngày khó khăn. Ngọc bội sinh nhật cha cậu tặng bị bôi thuốc độc. Người anh em tốt cùng cậu uống rượu tâm sự, lại âm thầm đâm sau lưng cậu. Khi đi săn, quần áo, dụng cụ bị bôi thuốc thu hút độc vật. Trong thức ăn có cây cả độc dược. Ngay cả chăn gối lúc ngủ cũng bị người ta không mỡ máu vào. Hóa ra cậu cũng, nếu cậu đã trải qua những điều này, cậu sẽ hiểu mẹ cậu đối với tôi quý giá đến nhường nào. Anan trong lòng chắc rất khó chịu. Mình nên an ủi cậu ấy thế nào đây? Đúng rồi, lần trước chị dâu làm bánh đường rất ngon. Mình vẫn chưa ăn đủ. Hay là mình làm cho cậu ấy một ít bánh đường nhỉ? Sở Chỉ bận rộn mấy canh giờ, cuối cùng đã nổ tung cả nhà bếp. Mẹ vẫn ổn chứ? Mẹ không sao. Mẹ à, nếu mẹ muốn ăn gì thì cứ gọi con. Con sẽ làm cho mẹ. Mẹ tự làm nguy hiểm lắm. Không nguy hiểm đâu, tốc độ của lửa không nhanh bằng mẹ. Một chút cũng không cháy đến mẹ. Mẹ giỏi lắm phải không? Con nói là nhà bếp rất nguy hiểm mà. Bánh đường của mẹ rơi xuống đất rồi. Sở Chỉ nhanh chóng nhặt lên vật thể không xác định. Mẹ, rơi xuống đất rồi thì không ăn được nữa. Tại sao? Vì bị kiến cắn rồi. Hay là cho chúng nó luôn đi. Bị kiến cắn rồi thì là của chúng nó rồi. Vậy những thứ con cắn có phải đều là của con không? Đồ trong nhà đều là của con. Đồ bên ngoài chỉ khi trả tiền mới là của con. Lát nữa tiện chủ Tống Thủy và mọi người về kinh, mẹ nhớ kỹ những điều con dặn nhé. Anan yên tâm, mẹ có não mà. Sẽ nhớ kỹ thôi. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra một giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.